Vị trí đất nằm một xẹt đơn tỉnh lộ 328 và rất gần với văn phòng công chứng Hòa Bình. Đất có mặt tiền dựng vào thác Hòa Bình, khu du lịch cắm trại Hòa Bình. Từ vị trí đất, chúng ta dễ dàng nhìn thấy được tỉnh lộ 328. Cách tỉnh lộ 328 chỉ có 190m. Đất gò cao ráo bằng phẳng, quy hoạch đất ở tại đô thị. Diện tích là ngang 20, dài 40m, có 100m2 đất thổ cư và giá chỉ có 250 triệu trên 1m2. Mời các chị đón xem trên kênh YouTube của Sở Quang Linh nhé.